Pháp ơi. Ủa? Khu đồ chơi nha các bạn ơi, khu đồ chơi, trò chơi đông chưa, đông lắm, lại đông lắm. Chào mừng mọi người đến với siêu thị Go Lào Cai nha, mới khai trương nên là rất là đông. Đây là khu vui chơi này, khu điện máy này, điện máy thì nó ít thôi. Đây, khu trò chơi này, trò chơi điện tử này. Đó, toàn bộ không gian tầng 1 nhá, bên kia có một chút quần áo thôi. Đây quán đồ ăn này. Rất nhiều đồ chơi. Đấy, khu này rất rộng nhưng mà còn trống, chưa có đơn vị nào thuê. Ngoài họ bán hàng ra thì họ còn cho thuê gian hàng. Đây, đấy, đẹp chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đi lên tầng 2. Và thang máy rất là dài nha. Bắp đi thang máy không? Và bắp này 19 tháng nha. Đây. Đây bạn bắp này. Bạn bắp này còn đi cho nhanh này. Đây là bạn bắp nhá. Bạn bắp còn một chênh lanh này, chênh lanh đi nhanh này. Sợ là linh tinh nào. Rồi, đến rồi. Đây là trên tầng 2 nha các bạn nha. Rồi. Ôi, lại bỏ khẩu trang rồi. Ôi, trên tầng 2 nhìn xuống các bạn ơi. Thang máy rất dài nha. Thang máy này nó không có bậc, kia là đi trẻ con đi rất là an toàn. Quần áo này, đồ chơi này, đồ gia dụng này. Đấy, rau củ quả này, đồ ăn đằng kia nhá. Nó gần lớn bằng siêu thị Bixi nhá anh em nhá. Đây cũng là trò chơi. Vé vào cổng 55k miễn phí, bé dưới 75cm. Đấy là bắp không mất tiền nhá. Các trò chơi này, thú nhún này. À, trò chơi bắn thú, gắp thú này. Đây có một cái sân khấu này để biểu diễn nghệ thuật này. Đấy. Ở trong này lạnh quá các bạn ơi. À, những ngày nóng thì các bạn có thể vào đây mua sắm và nghỉ mát ở trong này. Anh em đi công tác buổi trưa có thể tranh thủ vào đây nghỉ mát và mua đồ nhá. Rồi, xe hàng rất là to. Cho bắp đứng trong này. Đây, cái xe rất là to nha. Và rất là to nha. Trong này là rau củ quả rất là tươi, rất là nhiều hoa quả nha. Ô. Hoa quả thì như ở siêu thị Bixi nhá. Lê này.
hoa quả rất nhiều. Rồi, đồ tạp hóa thì rất là nhiều luôn. Rồi, bên kia thì có đồ ăn nhanh kìa, gà rán các kiểu nhá. Đây, có siêu thị Go thì anh em khỏi phải thi nước huy nữa nhá. Đây, đang tranh nhau bánh mì đây. Rồi, đang tranh nhau bánh mì đây. Đấy, cái mặt hàng hot nhất các siêu thị đây. Đây, tranh nhau bánh mì đây. Đó, tranh nhau bánh mì. Muốn ăn thì mua làm sao được mà ăn. Cái bánh mì này nằm trong cái sản phẩm chiến lược thu hút khách hàng đây, cho nên là ngon bổ rẻ, cho nên là rất là đông. Mẹ đâu nhỉ? Bánh mì siêu to khổng lồ. Bao tiền một cái chị? Chị chưa biết giờ, chị không chưa ăn. À, ra kia mới thanh toán. Không biết là bao nhiêu tiền một cái nhưng tranh nhau mua. Rau củ quả rất là nhiều. Quay tay. Đây này, nhiều quả bơ chưa? Hoa quả rất nhiều nha. Hoa quả rất tươi. Ở cam này, cam này héo rồi. Bưởi nè. Wow, đây là một núi thạch này. Thỏ nhìn thấy thạch chưa? Thạch siêu to khổng lồ chưa? Đấy, siêu to khổng lồ chưa? Đây là đồ ăn nhanh nha. Gà nướng đây, gà quay đây, cánh gà chiên đây. Ý, va chạm rồi. Đây là sữa đây, kem đây. Kem đây, sữa đây, nhiều chưa các bạn ơi? Hoa quả đây. Hoa quả đây. Hoa quả đấy, mua xong thì sẽ vào ngồi đây ăn nha. Đây là hàng sữa nha các bạn ơi. Không đường. Ờ, đây là đồ uống này. Cô ba, đấy, các bạn xem này, nhiều sữa chưa? Sữa ba, nước xanh. Đi ở thế đi kèn. Cô ba. Cái con ớt siêu to. Cái gì đây? Ôi. Mua cho Thỏ một can này về tắm nhá. Đây, nước mắm này. Chơi to. Đồ ăn kìa. Đồ ăn to. Mỹ phẩm. Thỏ mua trắng da không? Kem trắng da không? Thỏ đen quá. Đây. Bên này là quần áo nha. Quần áo thì không có nhiều đâu. Và đây chủ yếu mua đồ ăn mà. Đó, quần áo này. Rồi. Xin chào các bạn nha. Quay lại cho chúng đi. Từ từ đi đường này quay được. Xin chào các bạn nha. Thỏ đi chơi rồi. Đấy, quay một vòng siêu thị Go thì thế thôi. Bắp chào các bạn chưa? Bắp rồi. Chào các bạn chưa? Ấy. Rất là có nhiều gấu bông. Rất là nhiều bóng. Rồi, xin chào các bạn nha. Siêu thị Go chỉ có tương đấy thôi.